chờ xíu nha, nó hiện lên kìa. Có ai nhớ không Đức không? Quý Dạ. không thức không? R bằng cho B, B nhân cho L chia chia hết ngoài. Cái gì mới nói gì? Nói gì? Nói lại. R bằng bằng cho B nhân L chia cho hết. Đó là chữ gì? Chữ rô. Rồi ok, chờ thì dễ cái. Ở đây thì có một cái điện trở, nó giống như em cứ tưởng tượng là đây là một cái sợi dây nè, sợi dây hình trụ, đúng không? Thì ở đây sợi dây này nó có, sẽ có chiều dài là L. Đấy chưa? Rồi, cái mặt này nè, cái mặt cắt này nè, sẽ có một cái diện tích là S, đúng không? Mặt cắt này thường là cái sợi dây của em nó là gì? Nó là hình trụ tròn, nên cái mặt cắt này nó sẽ là hình tròn. Nên ở đây chúng ta sẽ có một cái diện tích ở đây là S. Diện tích cái mặt cắt này nè, S là diện tích mặt cắt. Đó, diện tích mặt cắt đơn vị thường là mét vuông. Thì em cứ tưởng tượng là cái này thì có cái này nè, nguyên cái này nè, người ta gọi là cái gì? Người ta gọi là một cái dây dẫn điện á, dây dẫn. Dây dẫn điện. Cái này mình hình trụ tròn đi, hình trụ tròn. Đúng không? Thì cái ớt này thì thường nếu một là người ta cho, còn không á thì diện tích của nó sẽ bằng gì? Diện tích hình tròn là bằng b nhân r bình phương, với r là bán kính của cái vòng tròn á, hoặc là người ta quy ra đường kính á thì ở đây nó sẽ bằng gì? Bằng b d bình phương chia 4. Tại vì ta có là gì? Bán kính r á, với r bán kính thì bằng đường kính chia cho 2, đúng không? Đúng không? Rồi. Ở đây dễ nhớ mà. Bán kính là gì? R là radius xe. À, còn đường kính là D là gì? Diameter ha. Rồi. S là diện tích là đó là square đó. Thì dễ mà đó ha. Rồi. L chiều dài là gì? Là len ha. Thì ở đây cái dây dẫn thì nó sẽ có gì? Nó sẽ có cái điện trở, đúng không? Điện trở. Ở đây R là bán kính, đúng không? Điện trở người ta cũng ký hiệu chữ R, nhưng mà R ở đây là gì? Đó, resistor. Đó là điện trở. Này là bán kính nè. Này là đường kính nè. Này là diện tích nè. Này là chiều dài nè. Đó. Rồi, ở trên đây vậy thì chúng ta sẽ có là cái dây dẫn này nó sẽ làm bằng một cái chất liệu gì đó, nó làm bằng một cái chất liệu sắt, đồng nhôm, kẽm, vàng bạc, đá quý gì đó kệ nó. Như vậy mỗi cái chất liệu đó nó sẽ có một cái điện trở xuất, và điện trở xuất người ta sẽ ký hiệu là chữ chữ rho nè, rho nè, không phải chữ b đâu, không phải chữ b này đâu, mà viết vòng tròn nè, phóng bự lên nè, đánh nè, đánh cái chữ o qua nè, đánh lên đánh xuống nè, thấy chưa? Cái chữ rô nè, nè, à, thấy chưa? Chứ nó không phải là chữ b, không phải viết vậy đâu. Còn cái chữ mi viết vậy nè, nè, phóng lớn lên cho coi nè, mi nè, kéo dài từ dưới nghiêng lên, và đó đánh lên vậy nè, nó không phải chữ u, đó chữ mi nè. Đó, cái này đọc là mi. Còn trong khi mà nó nằm trong chữ mm thì người ta lại đọc là micro, micro, ví dụ micromet. Đó, còn riêng không á là chữ mi. Còn cái này là chữ chữ rho. Phóng lớn lên cho coi đó. Rho, rho này gọi là điện trở xuất. Đơn vị của nó là ohm mét. Điện trở xuất có nghĩa là gì? Có nghĩa là mỗi chất liệu á, mỗi chất liệu.
Làm dây dẫn. Làm dây dẫn điện. Sẽ có một điện trở xuất khác nhau. Nhôm, đồng, kẽm gì mọi thứ nó đều có một cái điện trở xuất của nó. Như vậy thì công thức để tính điện trở là gì? Đó là R bằng rho N chia cho R. Đó ha. Trong đó thì như vậy thì ở đây chúng ta sẽ thế số vô. Trong đó thì rho đơn vị đó là ohm mét, L đơn vị là mét, S đơn vị là mét vuông, R đơn vị là ohm. Đây thì chúng ta đưa về chuẩn thôi. Người ta hỏi dây này nè là dây nichrom. Dây nichrom. Dây này là dây nichrom. Để chúng ta coi coi đề cho mình cái gì. Đề cho là điện trở rồi. Như vậy chúng ta thế vô điện trở đây là 100 ohm nè. Bằng rho là đề cho là 110 mol mũ trừ 8 nè. L. L ở đây để chia cho phải không? Là đi tìm L chia cho S. Ở đây để cho đường kính. Vậy em nhớ là gì? Mặt cắt của sợi dây luôn luôn là hình tròn. Để cho đường kính như vậy chúng ta sẽ có diện tích đó. Diện tích của nó ở giống như ở dưới đây nè. Diện tích tính theo đường kính nó sẽ bằng là bi d bình phương chia cho 4. Đúng không? Nên chúng ta nhớ cái hình tròn nè. Đó, cái hình tròn của mình nè. Đó. Ở đây là nếu mà em có đây là R thì em sẽ có là gì? Chu vi của hình tròn là bằng 2pi r nè. Diện tích của hình tròn là bằng pi r bình phương. Hoàn toàn là em có thể tính theo gì? Đường kính. Đường kính là người ta ký hiệu là chữ d. Vậy bán kính thì bằng đường kính chia đôi. Vậy chỗ nào có bán kính thì thế bằng d chia 2 tất cả bình. Thì em sẽ có là pi d bình phương chia 4. Em thế lên đây. Pi d bình chia 4. Vậy ở đây thầy sẽ viết vô là pi d bình phương chia 4 nhân nghịch đảo lên. Rồi, tới đây thì chúng ta hoàn toàn là có số rồi. D ở đây là 0,4mm. Thì các em sẽ tiến hành đó là thế số rồi. Rồi, cái này nha. Vậy các em thế số vào, các em xếp son đi. Ra ở đây thì xếp số vô thì ở đây có 100 nè bằng 110 mol mũ trừ 8 gia L chia cho pi d. Ở đây là người ta cho là 0,4 mm, vậy ở đây ta sẽ ghi là 0,4 nhân mũ trừ 3 mét tất cả bình phương. Ở trên đây là 4. Rồi mấy em ấn xếp số xong ha. Rồi, ổn không? Thấy quen quen không? Alo, Hà Vi nè. Mà hỏi thấy công thức này quen quen không? Dạ. Thấy công thức này quen không? Dạ, quen. Ừ. Rồi, thấy cái bài này giải vậy được không? Dạ, được. Rồi, chờ thầy xíu có ai đang vô ấy. Nó số 14, nó rớt nữa đi. Rớt rồi này. Ủa mạng, em rớt nãy giờ hả anh Văn? Rồi. Nãy giờ bị rớt hả? Dạ không, laptop em hết pin. À. Chuyển qua xài điện thoại. Ghê thật, xài laptop hết pin luôn. Rồi, đây là cái bài mà chúng ta thấy quen thuộc, chúng ta cũng đã quen rồi. Thường là cái rô này là người ta cho nè, cái rô này là người ta cho sẵn rồi. Nó là một cái hàm số của ứng với mỗi chất liệu nichrome hoặc là nickel hoặc là nhôm kẽm gì đó thì người ta sẽ cho sẵn trong đề, em không cần phải suy nghĩ về nó nhiều, chỉ cần thuộc công thức rồi là chỉ hết. Và chúng ta thường hay gặp các bài toán là liên quan tới gì, người ta sẽ mắc nối tiếp hay song song.
ở đây là gì à? Hai đoạn mạch song song rồi. Chúng ta làm cái bài số 7. Số 7. Ôi, bài này thì nhờ bạn nào làm cái quẹt. Alo. Dạ. Rồi, hiểu bài này sao? Dạ, không hiểu thầy. Có gì đó không hiểu. Thì có một cái điện trở. Điện trở thật ra là nó một là sợi dây. Nó có điện trở là L. Bây giờ thì cắt ra thành hai thằng. Vậy mỗi thằng nhiêu? Trời ơi, học vẽ kia, học vẽ mà lúc mà ta còn nhỏ ta học vẽ đó. Bây giờ thì có nguyên cái ổ bánh mì nè, thì cắt làm đôi, vậy mỗi thằng nhiêu? Cái ổ bánh mì này đó có điện trở là R, vậy cắt làm đôi, vậy thành ra R1, R2, R1 bằng mấy, R2 bằng mấy? Dạ, R1 bằng R chia 2. R2 bằng R chia 2 luôn. Ờ, có gì đâu không hiểu. Đề nó rất là rõ ràng. À, có con dao nè, đó, con dao nè, con dao phai nè, cắt vô, đó, khích nó đi. À, đúng không? Rồi. Bây giờ làm gì? Mắt song song nó, vẽ mạch nào. Mắt song song. Cắt ra xong thì đi mắt song song. Rồi mẫu điện trở tương đương. Đây là R1 bằng R chia 2. R2 bằng R chia 2. Thôi, mà ta bữa thầy có nói rồi, nếu có N con mà giống nhau mắt song song thì cho thầy hỏi điện trở tương đương bằng mấy em. Nhớ không? Nếu có N con giống nhau mắt song song nha. Các bạn. Dạ, alo, thầy. Nghe không? Dạ, nghe. Nãy bị lắc. Nếu có N con mắt song song thì điện trở tương đương bằng? N con mắt song song, điện trở tương đương bằng? Giống nhau. Giống nhau. Nè, ta có một cái mạch. Để đây là điện trở 1 nè. À, điện trở 2 nè. Chấm 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 chấm. Ở đây là RN nè. Không, mắt song song. Rồi, ở đây là điện trở R1, R2, RN. Vậy cho thầy hỏi, điện trở tương đương của cái đoạn mạch và mắt song song đi, là điện trở tương đương đó 1 trên N là tính theo công thức gì? 1 trên N là công thức là một trên R tương đương bằng một trên R một cộng một trên R hai cộng R hai một trên R n, đúng không? Vậy nếu mà cái R một bằng R hai bằng nhau hết bằng R n bằng R một con R gì đó, vậy suy ra R tương đương bằng gì? R tương đương bằng Thì lúc này 1 trên R tương đương bằng gì? Nó có phải bằng 1 trên R cộng 1 trên R, tại vì bằng R hết không? Đúng không? Dạ, hết. Dạ đúng. Mà vậy nguyên cái đám 1 trên R cộng 1 trên R cộng 1 trên R chấm 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 có bao nhiêu con vậy? Có bao nhiêu con? Dạ. Phải bằng N con không? Dạ. Trời ơi, không lẽ giờ 1 trên X cộng 1 trên X bằng nhiêu? Hả? 1 phần X cộng 1 phần X bằng nhiêu em? Một con không thấy thầy ơi. Ủa kỳ vậy? Hay kỳ vậy? Rồi, được rồi. Được rồi, kêu mấy.
Dạ thầy. Ừ. Thầy hỏi 1 phần x cộng 1 phần x bằng nhiêu? 1 phần x cộng 1 phần x là bằng 1 phần nx hả? 1 phần x cộng 1 phần x thì bằng 2 phần x. Ừ đúng không? Cùng mẫu. Vậy bây giờ thì có 1 phần r cộng 1 phần r cộng chấm 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 cộng 1 phần r mà đã có n con như vậy, cho thầy hỏi nó bằng mấy? À, 1 phần. Ủa giỡn ta. Vậy giờ nè, 1 phần 2 cộng 1 phần 2 cộng 1 phần 2 bằng mấy? Thầy là... Ê, 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 bấm máy làm gì? Nếu bấm máy đâu cần hỏi này. Hỏi 1 phần 2 cộng 1 phần 2 cộng 1 phần 2 bằng mấy? Bằng 3 phần 2. 3 phần 2. Vậy cho hỏi 1 phần 2 cộng 1 phần 2 cộng 1 phần 2 cộng 1 phần 2 cộng 1 phần 2 bằng mấy? Bằng 5 phần 2. Vậy cho hỏi 1 phần R cộng 1 phần R cộng chấm chấm cộng 1 phần R có n con bằng mấy? Thầy là a n chia r thì n chia r nè. Vậy thì nghịch đảo lên suy ra r tương đương bằng gì? Thầy là n nhân r. Gì cái gì bằng? Ủa nghịch đảo của ba phần hai là bằng nhiêu? Nghịch đảo của ba phần hai là nhiêu? 2 phần 3. Ờ vậy nghịch đảo của N chia R là gì? R chia N. Ờ đúng chưa? Vậy chúng ta nhớ là khi mắc song song mà nếu mà có cái con mà nó giống nhau như vậy á, ta dùng công thức dễ nhanh để cho thầy hỏi. Nếu mà mắc nối tiếp thì có N con R mắc nối tiếp giống nhau nha. Vậy điện trở tương đương của nó bằng gì? Mắc nối tiếp hả thầy? Đúng rồi. Mắc nói tiếp về điện trở tương đương bằng gì? Mắc nói tiếp là điện trở tương đương bằng nhớ ta. Mình học gì rồi mình mới tới lớp 12 sao nhớ gì làm trời. Rồi R tương đương mắc nói tiếp thì bạn tổng R1 cộng R2 cộng RN. Nếu mà N con này giống nhau vậy R tương đương bằng? Bằng NR. Đúng không? Phải thuộc. Rồi vậy cái bài bên đây nè, cho thầy hỏi nè, hai cái con này là R1, R2 giống nhau không? Dạ giống. Đều giống nhau là R trên 2 đúng không? Vậy R tương đương bằng gì? R tương đương là bằng trời ơi, điện trở của nó là nhiêu? Là R chia R 2. Chia 2. Rồi chia mấy nữa? Có mấy con mắc nối tiếp? Có 2 con. Là chia mấy? Chia 2. Chia 4. Đúng không? Thay vì ở đây thì nói cho mấy em không thích dễ nhanh, còn ở đây đáng lẽ là hai con mắc song song vậy em có R gì? R tương đương bằng gì? Phải bằng R1 nhân R2 trên R1 cộng R2 không? Yeah. Mà R1 bằng R trên 2, R2 bằng R trên 2 chia R1 là R trên 2, R2 là R trên 2. Vậy có phải là ra là R chia 4 đúng không? Yeah. Đúng không? Chỉ cho công thức dễ nhanh là tại vì nó giống nhau hết thì chúng ta sẽ chỉ cần thế vô. Đó là gì? Lấy cái R của một con chia cho N nếu nó mất không xong. Còn nếu mà nó mắc nối tiếp thì lấy điện trở của một con nhân cho số số con mà mắc nối tiếp vô. Vậy ở đây chúng ta điện trở của một con bao nhiêu là R chia 2 đúng không? Mà hai con mắc song song thì chia thêm 2 nữa là R chia 4. Thì chúng ta có là đề cho là nhiêu? Điện trở tương đương là 10, vậy R chia 4 bằng 10, vậy suy ra R bằng 40 không? Chọn câu C. Ôi ơi, bây giờ mà điện trở tương đương xong nữa. Được chưa? Cấp 2, một nền tảng cực kỳ quan trọng.
Nhớ nha, cái này mà không xong thì công thức tụ điện chắc tôi nghi nghi quá. Vậy mà không chịu học mà vô tới lớp học là giáo viên cho chép trong sách ra không mà người sao mà nhớ. Môn lý có một cái đặc thù khi chúng ta học ở trường là sẽ đưa cuốn sách ra và chép vô tập là xong bài. Rồi dạy như vậy không có học thì vô đó còn gì mà nhớ mà biết. Bài số 8 nào, tính bỏ rồi đó, tính đi qua làm lancer rồi đó. Mà bây giờ không thể được. Chương này quan trọng lắm. Ngọc Lan. Yeah. Rồi, phân tích bài này coi làm sao. Để cho R1, R2 mắc vào một hiệu điện thế 12V hợp lý liên quan tới điện, phải vẽ được cái mạch điện. Vậy chúng ta có là gì? Đây là sợi dây dẫn nối với thằng R1 đúng không? Sau đó có thằng R2, chả biết ở đây là nó nói là gì, hai thằng này được mắc như thế nào, có nghĩa là mắc như thế nào gì, có mấy trường hợp xảy ra Lan? Có mấy trường hợp xảy ra? Nó hỏi mắc như thế nào, mắc như thế nào? Mà em có cầm trên tay của em có hai cái điện trở. Vậy khả năng là em mắc gì? Trường hợp 1 là mắc sao? Nói tiếp. Trường hợp 2? Song song. Song song. Chúng ta đọc cái đề chúng ta phải hiểu người ta đang nói về cái gì. Đúng chưa? À, trường hợp 1 và trường hợp 2. Mà ta vẫn chưa biết là trường hợp nào đúng. Đúng không? Đây nguồn nè. Đây nguồn nè, đây là điểm A, điểm B, đây là điểm A, đây là điểm B. Bắt đầu chúng ta phải dựa trên cái đề mà người ta cho, người ta nói là gì? Giữa hai đầu này nó có một hiệu điện thế đó là U, thì đặt là UAB, nó sẽ bằng 12V. Tiếp tục, người ta dùng một cái ampe kế là gì? Để đo cường độ dòng điện thì người ta dùng ampe kế. Đo cường độ dòng điện thì ta sẽ dùng là ampe kế. Để đo hiệu điện thế thì người ta sẽ dùng là mol kế. Đúng không? Nó giống như cơ thể con người á, để đo nhiệt độ người ta dùng nhiệt kế, để đo gì huyết áp người ta đo sử dụng cái gì? Sử dụng cái máy đo huyết áp. Thì cái này đo dòng điện thì người ta dùng ampe kế, nói chung là cái dụng cụ chuyên dụng để đo cái đại lượng mà em cần quan tâm á. Rồi người ta nói gì? Khi đó cường độ dòng điện qua R1 đó là 2A, thì cho thầy hỏi em có cường độ dòng điện qua R1 em sẽ tính được gì Lan? Em tính được U1. Chị suy ra U1 bằng gì? I1 nhớ. I1 nhân R1 bằng nhiêu? Bằng 4. Bằng 4V gì? À 4V. Vậy cho thầy hỏi bằng 4V. Vậy thì em hình dung ở chỗ này là nó là 4V. Vậy thì theo em đó là đề cho những điều kiện này thì em dự đoán là em mắc song song hay nói tiếp? Dạ nói tiếp. Nói tiếp. Tại vì sao? Tại vì nếu mắc song song thì chuyện gì? Thì hiệu điện thế giữa hai đầu R1 nó bằng sao? Nó bằng U2 không? Yeah. Nó bằng UAB không? Nó phải bằng đúng không? Mắc song song. Mà đề cho ở đây là hiệu điện thế của mạch là 12V. Mà cái thằng R1 nó chỉ có 4V thôi. Như vậy nó không thể mắc song song được. Nếu mắc song song thì U1 nó sẽ bằng U2 và bằng UAB luôn. Vậy như vậy ở đây chúng ta phải mắc nói tiếp. Như vậy em tính được U1 bằng 4V. Như vậy thầy sẽ suy ra được là gì? Thầy phải có là U1 cộng với U2 nó phải bằng UAB. Vậy thì sẽ suy ra là U2 nó sẽ bằng là UAB trừ đi U1
và nó bằng là 12 trừ đi 4 bằng 8V. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ suy ra được là R1 bắt nối tiếp với R2. Rồi, cảm ơn em. Được chưa? Còn bắt song song được, bắt song song thì R1 và U1 nó phải bằng U2 bằng UAB luôn. Mà rõ hàng thật tính là U1 nó bằng 4V là nó khác UAB. Nên đó, thì suy ra đây là gì? R1 mắc nối tiếp R2. Tại vì khi mắc nối tiếp thì ta có nhớ là gì? Hiệu điện thế ta cộng lại. Khi mắc nối tiếp thì hiệu điện thế trên từng từng cái dụng cụ hay là cái tải điện á, ta cộng nó lại. Nên chúng ta phải hiểu bài này do là chúng ta thấy ta tính riêng U1 nó chỉ có 4V, nó khác cái UAB. Vậy hai con đó nó phải bắt nối tiếp để tổng hiệu điện thế của nó phải bằng hiệu điện thế của hai đầu đồng mạch. Con số 9 phố. Phố đâu? Dạ, alo thầy ơi. Rồi, câu số 9 nha. Rồi. Rồi, giải sao? Học đề hiểu gì? Dạ, được 1, được 2, được mắt, được 2 cách. À, theo 2 cách đúng không? Đề cho là theo 2 cách. Cách thứ nhất là mắc gì? Nối tiếp. Nối tiếp. Giải những bài đầu thì còn dễ hình cho coi nha. Sau này thì cũng dễ đâu nha. Rồi, xem như ở đây là UAB đi. AB là hai điểm đó, tức là VA trừ VB đó. Đây là R1, R2. Đề cho cường độ dòng điện chạy qua là một đúng không? Rồi, vậy em sẽ có được cái gì đây? Dựa trên cái mắt nối tiếp thì em sẽ có dữ liệu gì? Là Y nối tiếp là bằng Y1 0,3 ampe. U ở đây vẫn là 12V. Vậy em suy ra được gì nào? Dạ, suy ra giữa hai R tương R tương đương, tức là xét nguyên cái đồng mạch AB á, là nó sẽ bằng UAB chia cho Y1 thì nó sẽ bằng nhiều 12 chia 0,3 bằng nhiêu vậy? Để bằng 40 thôi. 40. Ừ. Mà ở đây mắc nói tiếp về R tương đương bằng diện cái đã. R1 cộng R2 bằng? Để 40. Rồi tiếp mắc song song nào. Mắc song song em có gì? Giờ có Y bằng 1,6. Rồi, ở đây cũng là A, đây cũng là B. Cường độ dòng điện đây đặt cả chữ Y2 đi, R1, R2. Như vậy ta cũng tính được là gì nhỉ? À, tóm tắt nha, ta có Y2 bằng 1,6 ampe và UAB vẫn bằng nhiêu? Giờ bằng 12. 12V trả xuống. Rồi, như vậy dựa vào đây em sẽ tính được R gì? R tương đương. R tương đương nó sẽ bằng UAB chia cho U2 bằng nhiêu? 12 chia 1,6. Giờ 7,5. 7,5 hả? Ra 7,5 ohm. 3R tương đương thì bằng gì nhỉ? Bắt song song nè. R. Dạ. Hai thằng mắt rồi tương đương rồi. Nói chung là hai thằng mắt song song, dùng công thức dễ nhanh đi, đừng có một phần. R1 nhân. Dạ, R1 nhân R2. R1 cộng R2. Bằng 7,5. Đúng chưa? Mà bên đây ta có R1 cộng R2 bằng 40. Vậy ta suy ra gì đây? Dạ, R1 nhân R2 bằng mấy? Bằng 7,5 nhân cho 41 R1 cộng R2 là bằng 7,5 nhân 40 bằng mấy? 300 thôi. 300 ohm.
Như vậy em có là gì? Ở đây là tổng hai nghiệm đúng không? Ta đã học tổng tích rồi đúng không? Tổng tích là em quen quen không? Mới học lớp 10 xong đúng không? Chúng ta nhớ rằng là trong toán của em hôm bữa em có học đó là gì? Ví dụ em có x cộng y là bằng 5 và x nhân y. Ví dụ bằng 10 đi. Thì x y nó là nghiệm của phương trình gì? X y là nghiệm của phương trình. Đó là x bình phương trừ x x cộng b bằng 0 đúng không? Đây là x là tổng hai nghiệm và b là tích hai nghiệm. Nhớ đây là VS. Đó. Đây là toán em mới học xong lớp 10. Thì chúng ta ở đây chúng ta sẽ có là gì? R1 cộng R2 bằng 40. Như vậy em sẽ có là gì? S nó sẽ bằng là R1 cộng R2 là bằng 40. Và em có tích là R1 nhân cho R2 bằng 300. Đúng không? Rồi tắt mic đi. Như vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra được đó là R1, R2 là hai nghiệm của phương trình. Đó là x bình phương trừ x cộng b bằng 0. Ta nhớ rằng là khi mà chúng ta giải cái VS liên quan tới tổng tích thì chúng ta sẽ có hai trường hợp nghiệm nó đảo trật tự cho nhau. Đó là con ví dụ em giải ra đây là x1 nó sẽ bằng là 2 đi. Thì ví dụ nha. Rồi x2 nó bằng 3. Thì ví dụ như vậy đây là 9. Thì ở ra 10 đúng không? Đấy 6 chứ. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Chúng ta sẽ lúc này ta sẽ kết luận là gì? Vậy nghiệm của nó là gì? Nghiệm của nó hoặc là x nó sẽ bằng 2y bằng 3 hoặc là y bằng 3y bằng 2. Bên đây cũng vậy. Chúng ta sẽ thế và chúng ta sẽ tương đương là gì? Y bình phương là một cái đại diện cho một biến thôi, là trừ x y là 40, y cộng cho 300 bằng 0. Đó. Như vậy lúc này các em sẽ bấm máy coi cái nghiệm y nó bằng mấy. Đó. Các em bấm máy xem là cái nghiệm y của nó là bằng mấy. Xong. Rồi. Ta chọn đó là số 1 trừ 40 và 300 là chúng ta ra 30 dưới 10. Đúng chưa? Ta ở đây chúng ta sẽ suy ra có hai nghiệm đó là y bằng 30 và y bằng 10. Như vậy chúng ta sẽ kết luận trả về R nè. Như vậy thì suy ra được nó hai hạt mặt là R1 bằng 30 ohm, R2 bằng 10 ohm, hoặc R1 bằng 10 ohm, R2 bằng 30 ohm. À, đây là một bài toán kinh điển là người ta sẽ cho mình là hai thằng trường hợp mắc nối tiếp, trường hợp mắc song song thì em sẽ tính ra được tổng tích. Khi em có tổng tích thì em sẽ theo VS em sẽ giải ra được nghiệm và em kết luận. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có là đáp án là gì nhỉ? R1 10 30 đâu không thấy con nào. À đây là con D nè. Được chưa? Bài này có gì không? Ngọc. Dạ không. Bài này hiểu không? Dạ cũng hiểu. Cũng hiểu. Rồi ok. Rồi tiếp tục. Thì qua được chưa? Qua bài này được chưa? Hay nha. Rồi, Hạ Vy câu số 10. Dạ. Rồi. Rồi, trong một cái mặt này nè, nó có cái bóng đè. Cái điện trở là
87 ơ. Vậy vấn đề này có điện trở là 87 ơ. Như là RD được không? Được, được. À, 87 ơ. Phải gì nữa? À, điện trở của ampe kế cái gì nói một ôm. Thường thầy nói nè, thường ampe kế nó không có điện trở ha. Thường là điện trở ampe kế rất nhỏ người ta bỏ qua, nhưng mà bài toán này người ta cho một ôm thì chúng ta phải tính. Chứ thường là chúng ta sẽ không ampe kế đó, người ta bỏ qua điện trở. Rồi ok, xem như ở đây là R đèn bắt nó tiếp với RE. Rồi để cho gì nữa? U bằng 220V. Rồi, vậy em tính giùm thầy hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn. Đầu tiên em tính gì? Muốn tính hiệu điện thế qua hai đầu đèn mà em đã có điện trở của đèn thì theo em cần phải có gì? Em chỉ học, em chỉ có ba đại lượng là U gì? Đúng không? Vậy bây giờ người ta cho em R rồi, em muốn tìm gì? Em muốn tìm hiệu điện thế giữa hai đầu đèn thì em cần có gì? Y tức là cường độ chạy dòng điện chạy qua đèn. Mà ở đây đèn với ampe kế đồ là mắc gì? Mắc nối. Nối tiếp. Vậy khi nó mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua đèn cũng chính là cường độ dòng điện chạy trong trong mạch, trong nguyên cái đầu mạch này đúng không? Vậy ví dụ ở đây cực dương, đây cực âm, có phải là cái Y vậy? Vậy Y ở đây nó chạy qua đèn cũng bằng Y chạy qua ampe kế, chỉ cũng bằng Y chạy toàn mạch đúng không? Dạ. Vậy em tính cường độ dòng điện chạy qua mạch chính giùm thầy đi. Bằng gì? Tại sao thầy tính qua mạch chính? Tại vì người ta cho U, U mạch chính đúng không? Vậy sử dụng U, vậy giữa hai đầu U này có bao nhiêu cái thằng mà cản trở nó thì cộng lại nói tiếp bạn. Vậy Y ở đây bằng gì? U. Rồi đi lên đây gặp những thằng nào mắc nói tiếp hết đâu. Vậy nó có phải bằng U chia cho gì? Chia cho R đèn cộng cho R E. Tại vì mắc nói tiếp đúng không? Để thế vô đây em sẽ có nhiều 220 chia cho 87 cộng cho 1 rồi bấm máy. Ta sẽ ra bao nhiêu ampe? Nhiêu? 2,5. 3,5 ampe. 2,5. 2,5 ampe. Vậy em đã có Y rồi, vậy em tính U đèn được không? Được. Thì suy ra U đèn bằng gì? Bằng Y nhân cho R đi. À, là bằng 2,5 nhân cho 8 7 bằng nhiêu đó? Dạ bằng 217,5. 217,5 đơn vị là volt. Như vậy chúng ta nhớ rằng chúng ta người ta cho hiệu điện thế toàn mạch, trên cái toàn mạch đó chúng ta thấy người ta cho R hết rồi và các con R này mắc nối tiếp. Như vậy ta phải tìm cường độ dòng điện chạy qua mạch chính. Yeah. Khi có cường độ dòng điện chạy qua mạch chính mà do các thằng này mắc nối tiếp hết, như vậy thì cường độ dòng điện qua mạch chính cũng bằng cường độ dòng điện chạy qua các cái đèn và ampe kế. Như vậy thì chúng ta muốn tính hiệu điện thế giữa hai đầu đèn thì ta chỉ cần lấy điện trở đèn nhân cho Y chạy qua đèn. Và chúng ta sẽ xong bài. Rồi, qua nha. Trúc Ngân nay có đi học không? Dạ có thầy. Câu số 9. Ủa, câu số 11. Rồi, cầm đề coi. Cho hai bóng đèn công suất định mức bằng nhau. Vậy em ký hiệu dùm thầy bóng đèn số 1 đi em. Ký hiệu dùm thầy bóng đèn số 2 đi. Bữa thầy nói rồi. Ký hiệu bóng đèn là gì? U. UB đúng không? Thầy bóng đèn số 1 viết sao? Tôi đồng bào đồng chí trong nhà Nguyễn. Alo. À, bóng đèn số 1 ký hiệu sao?
Nhận 12 vần. Rồi. Đây được không? Thôi, bên... Thôi, em tắt đi, em tắt, em tắt trên thầy đi. Tại vì bên đó ồn quá, thầy không nghe được. Rồi, để thầy mời bạn khác nha, ồn lắm. Thầy mời bạn... Thanh Ngọc. Dạ thầy. Rồi, ký hiệu bóng đèn thứ nhất là 12V và B watt đúng không? Dạ. Tại B này người ta nói công suất bằng nhau, không biết nhiều. Vậy thằng thứ hai ký hiệu là gì? 36V B watt. Rồi, B watt. Vậy thì người ta yêu cầu tính gì? Tỷ lệ điện trở. Ôi, có công thức rồi. Vậy tính tỷ lệ đặt cái này R1, cái này R2. R1 bằng gì nhớ không? Công thức là gì? B bằng gì? B bằng gì nào? B bằng... B bằng... Liên quan tới R. U bình. Gì á? B bằng U bình. Nhớ nè, B thì bằng gì nào? B bằng U, I, B bằng R, I bình phương, B bằng U bình phương, chia R. Tức là một cái B chúng ta tính theo ba cách như vậy nè. Như vậy thì tùy vào cái đề nó đang cho cái gì, chúng ta sẽ bóc ra cái công thức phù hợp. Vậy thì ở đây chúng ta thấy đề cho là gì? Đó là UB, vậy thì tính điện trở R nó sẽ bằng gì? U bình phương chia cho B. Chia cho B. Như vậy, U bình phương chia cho B, như vậy R1 bằng gì? 12 bình phương chia cho B. Cho B. Hai B này giống nhau không? Tại vì để cho giống nhau nè. Đúng không? Chứ đáng lẽ mỗi thằng có công suất khác nhau đó. Còn bên đây sẽ ra là gì? 36 bình chia cho B. Cho B. Người ta yêu cầu tìm tỷ lệ, tỷ số các điện trở. Ở đây người ta đang đáp án là thằng nào chia nào? R1 chia R2. Thầy sẽ lấy R1 chia R2 bằng gì? 12 bình chia cho B. Chia cho B, B mất rồi. Yeah. Bằng nhiêu? Khoan. Dạ 1/9. Nhớ công thức này ha. À, nguyên cái đó, cái công suất á. À, nhớ đó, công suất á. Rồi. Sẵn nói luôn, định được zoom lên giờ. Đỉnh được xuyên lên giờ thật ra nó chính là công thức của tỏa nhiệt trên vật chẩn đó, chính là Q bằng R Y bình phương T đó. Đó là đỉnh được xuyên lên giờ, đó là hiện tượng tỏa nhiệt trên vật dẫn khi có dòng điện chạy qua. Đó là công thức ta đã học là Q bằng R Y bình phương T. Đó là lượng nhiệt, ông ta phát biểu là gì? Hai ông này phát biểu là cái lượng nhiệt mà nó tỏa ra trên vật dẫn nó sẽ tỷ lệ thuận với gì? Điện trở của vật dẫn tỷ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn và thời gian mà cường độ dòng điện nó chạy qua vật dẫn. Tức là cái công thức mà em đã được biết đó là Q bằng R Y bình phương T, nó chính là định luật Joule-Lenz. Này chúng ta chút nữa chúng ta sẽ giải cho được sinh lên sơ sao. Còn ở đây chúng ta nhớ ha, à, đây là bài toán khá dễ, nó ôn cho em công thức liên quan tới công suất B bằng UI là bằng R Y bình hoặc U bình chia R. Bây giờ chúng ta đi đun nước nè. Đi đun nước thì người ta trong cái bài trắc nghiệm nó sẽ cho hai trường hợp. Một là nó sẽ cho hai cái điện trở đó mắc gì? Mắc nối tiếp. Hai là người ta sẽ cho hai cái điện trở đó mắc song song. Người ta hỏi rằng là cái thời gian nước sôi, thời gian để nước sôi nó sẽ được tính như thế nào? Thời gian để nước sôi thì nó sẽ được tính như thế nào? Nếu
mà các em nhớ nha, nhớ phải đúng cái dạng bài này nha, người ta thay đổi là không được. Nếu dùng R1 mắc vào cái mạng điện này nè, một bếp điện tức là cái bếp. Cái bếp này nó gồm hai cái dây, tức là ở nhà em á giống cái bếp, em không có cái bếp thì em có cái ấm nước. Thì cái ấm nước của em ở trong cái ấm nước á, đúng không? Đây là cái ấm nước nè. Dạ. Thì ở phía đây nè, em thấy ở đây là em có gì, em dở cái ấm nước ra này, nó có cái tay cầm đúng không? Ừ. Thì ở đây, ở dưới đây nè, nó sẽ có một cái nhựa đúng không? Lúc mà em cầm, em dở ra gỡ vô á. Ừ. Cái nhựa đây nè. Thì em biết ở trong cái này nè, nó có một cái gì biết không? Ở trong này nó có một cái điện trở. Trong cái miếng này nè, ở đây nó sẽ có một cái sợi dây nè, đúng không? Cái sợi dây điện nè. Đó. Ở đây là cái gì? Ở đây là cái ổ cắm đúng không? Đây có hai cái chui nè. Đó. Hai cái chui. À, em cắm vô cái ổ cắm điện nè. Còn không á, thì nhà em nào cũng có cái gì? Cái bàn ủi ha. À, đây có cái bàn ủi nè. Đó, cái bàn ủi. Thì ở đây tay cầm của cái bàn ủi đi. Đó. Này cái bàn ủi ha. Cái bàn ủi ở đây nó cũng có sợi dây điện đúng không? Là dây điện vô đi. Đó. Nó có cái ổ cắm đúng không? Ừ. Thì ở trong đây nè, ở trong những cái thiết bị này nó sẽ có cái điện trở. Thôi vẽ cái điện trở giống như em đang học đi. Để thôi em hiểu. Ở bên trong này nè. Ở bên trong mỗi cái thằng này nè, nó đều có một cái điện trở. Ở bên trong cái này nè, nó đều có cái điện trở. Tại vì chúng ta biết rồi, theo định luật Sunlen á, cái vật dẫn nó là cái điện trở. Khi có dòng điện chạy qua thì nó sẽ làm cho cái vật dẫn này nóng lên. Nóng lên. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng nóng lên thì ở trong đây cái điện trở nóng lên thì đối với cái ấm nước á, nó sẽ có quá trình là gì ở trong đây? Nó có quá trình truyền nhiệt. Truyền nhiệt từ cái điện trở này nè, nó truyền vô nước, làm cho nước sôi, nước nóng lên và nó sôi đúng không? Cái bàn ủi này thì nó có quá trình là truyền nhiệt từ cái điện trở nó nóng, nó sẽ truyền ra về mặt kim loại của cái bàn ủi đúng không? Nó sẽ làm cho cái bàn ủi nóng lên. Và nóng lên thì cái vải của mình là gì? Nó làm bằng một cái chất liệu, những cái chất liệu nó dễ bị gì? Nó dễ bị biến đổi vì nhiệt mà. Nên lúc đó người ta ủi thì bà quần áo chúng ta bị duỗi ra. Giống như cái sợi tóc của mình á, bạn nữ nào mà đi duỗi tóc đó, duỗi kéo nó ra đó, và chúng ta sử dụng nhiệt đó đúng không, là làm biến tính protein đó, duỗi quá giết protein tóc nó hư luôn á. Rồi nên ở nhà mà bạn nào không có điều kiện á, cứ mua hai cái kẹp nóng á về kẹp vô tóc người dị ra cho nó xèo 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 lên cái nó thẳng bon ra, cần chi đi tiệm. Rồi như vậy thì lúc này chúng ta cắm vô thì lúc này cái điện trở nó nóng lên. Vậy thì ở trong đây người ta nói là cái trong cái ấm điện, cái bếp điện này nè, nó nói giờ nó làm hai cách. Một là nó chỉ gắn cái điện trở R1 thôi. Đó, nếu bây giờ thì gắn điện trở R1 thôi. Thì thời gian để nước sôi á là 10 phút. À. Còn bây giờ thầy gắn cái điện trở đó là R2 thì nước sôi đó là 20 phút. Vậy bây giờ hỏi rằng nếu bây giờ thầy lấy hai cái con này thì mắc song song, phải nói tiếp hay song song nhỉ? Nói tiếp. Cái con này thì mắc nói tiếp lại. Hỏi rằng thời gian nước sôi là bao nhiêu? Chỉ đơn giản vậy thôi. Thì chúng ta hình dung như thế này. Thầy sẽ không mời bạn nào phát biểu ở chỗ này để thầy nói luôn. Bôi nha, bôi mấy cái ấm nước này. Cái chậm thế. Chờ xíu anh, nó tải chậm quá nó.
Rồi. Chúng ta hình dung như thế này. Thì các em hình dung trong cái ấm nước đó, nếu bây giờ thầy nói cái điện trở R1 không á, thì thời gian để nước sôi là 10 phút. Mà thời gian để nước sôi nó liên quan tới nhiệt lượng để cần cung cấp cho nước sôi, đúng không? Như vậy thì em sẽ nghĩ rằng thì nhiệt lượng cần để nước sôi là gì? Q1 nó sẽ bằng là gì? Ai làm cho nước sôi? Chính là cái điện trở này nó tỏa nhiệt ra, nó làm cho nước sôi. Như vậy chúng ta có công thức là Q1 nó sẽ bằng là R1 nhân cho gì? Nhân cho Y bình phương T. Hoặc nhớ nha, thầy viết một loạt công thức cho em nè. Hoặc là nó sẽ bằng là gì? Nó sẽ bằng là công thức là gì? U bình phương chia R1T. Đúng chưa? Nhưng mà chúng ta nên là gì? Chúng ta nên chọn công thức nào? Thì các em cần nhìn một nhận một điều. Đó là khi mà ta nói cái R1 này vô cái ấm á, và ta nói nó vô nguồn, hoặc là ta nói cái, ta gắn cái điện trở R2 này xong vô cái ấm, sau đó ta nói vô nguồn, rõ ràng là em chỉ sử dụng đúng có một nguồn điện là U, đúng không? Hai cái mạch này hoàn toàn giống nhau, nó đều là U hết. Nên để tiện so sánh, người ta sẽ sử dụng công thức này để người ta tính. Tại vì sao? Tại vì nếu mà em sử dụng cường độ dòng điện á, thì hai cái mạch này cường độ dòng điện vô nó khác nhau. Tại vì chính cường độ dòng điện đi vô khác nhau, nó mới làm cho cái nhiệt lượng ở trên đây nó tỏa ra khác nhau, nên thời gian nước sôi nó khác nhau. Nên rõ ràng là hai thằng này cùng cắm vô ổ điện, cứ nhớ giùm, nó là cái U nó không đổi. Như vậy trong trường hợp này thầy sẽ chọn công thức là U bình chia R1 nhân T1. Vậy vì công thức ở đây thì sẽ chọn là Q1 nó sẽ bằng là U đó là cái hiệu điện thế giữa hai cái giữa cái nguồn á mà em cắm vô đó, là U bình phương chia cho R1 nhân cho T1 là thời gian nước sôi. Vậy thì ta thay bằng R2 thì ta sẽ có là Q2 nó sẽ bằng vẫn là gì? U bình phương chia cho R2 nhân cho T2. Tại vì ta cắm vô có ổ cắm chứ nhiêu, ta đâu có đi đâu đâu. Và cái ấm này nó có gì? Cái ấm này vẫn là cái ấm mà cái hiệu điện thế mà nó cấp cho cái ấm. Tại vì sao? Ta nói rồi, ta cấp vô cái đầu nguồn nào á, thì hiệu điện thế giữa hai cái nguồn á là U, đúng không? À, đó là thực tế nè. À, đây là cái ấm nè. À, ta cấm vô hai thằng này là cái nguồn U nè, đây là cái ấm nước nè. À, như vậy thì với điện trở R1 em cũng cắm vô cái U này, điện trở R2 em cũng cắm vô cái U này. À, cái U này là của cái nhà mình mà, của cái nhà mình chứ đâu phải là của cái U mà nó ghi trên cái ấm, không phải nha. Cái U này là mình cắm thiệt vô của cái nhà mình luôn. Đó, nên U nó không có đổi đâu. Vậy thì chúng ta nhìn nhận một điều, đó là gì? Đó là dù em thay đổi như thế nào đi nữa thì ở đây chúng ta đun cùng một lượng nước, nên nhiệt lượng để cho cái lượng nước này nó sôi thì nó phải bằng nhau, đúng không? Dù thời gian bao nhiêu đi nữa, có nghĩa thời gian càng lâu thì để đạt tới cái nhiệt lượng nước sôi đó nó sẽ mất thời gian hơn. Còn để nếu mà cái nhiệt lượng nó lớn thì cái thời gian nước sôi nó sẽ nhanh. Như vậy thì cùng một lượng nước, vậy thì để cho nó sôi thì cái nhiệt lượng cấp cho nó phải giống nhau. Không có một lượng nước à. Như vậy có nghĩa là Q1 và Q2, đúng không? Q1 và Q2. Nhớ cái đó nha. Vậy thì khi mà Q1 mà nhiệt lượng để cho nước sôi, Q1 bằng Q2. Và khi mà dù tiếp theo là em mắc nó song song hay nối tiếp thì nó cũng sẽ bằng nhau, nó cũng sẽ bằng cái con Q nối tiếp. Và thầy đặt ở đây là bằng Q đi. Tại vì có lượng nước mà. Thì từ cái thằng 1 này nè, thầy sẽ suy ra được nó là gì? Thầy sẽ suy ra được đó là R1 bằng gì? R1 của thầy nó sẽ bằng đó là U bình chia cho Q1 bình, đó là nhân cho T1. Thì ở đây nó xứng bằng là U bình nhân T1 chia cho Q. Ở đây thầy chứng minh cho coi. Rồi R2 ở dưới tương đương ha, nó sẽ bằng là U bình nhân T2 chia cho Q. Đó là khi mà chúng ta mắc đơn tuần hoàn. Vậy bây giờ khi chúng ta mắc nối tiếp, khi chúng ta mắc nối tiếp thì cái nhiệt lượng của chúng ta cần để nước sôi nó cũng chính là Q, đúng không? Q nối tiếp này cũng chính là có lượng nước hà, cũng nhiêu nước đó mà. Chúng ta đi đun.
thì chúng ta sử dụng công thức vẫn là hiệu điện thế mà ta cắm vô cái nguồn của nhà ta, chia cho R nối tiếp chính là R1 cộng R2 nhân cho T là thời gian cần trong trường hợp này, thời gian để nó soi nó khác á, tại vì thời gian nó đã khác. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ suy ra được là R1 cộng R2 bằng gì? Nó sẽ bằng là Q ở gì quên, là bằng U bình phương chia cho Q nhân T. Như vậy ở đây chúng ta sẽ thế R1, R2 phía bên trên á, ta thế xuống dưới. Ta thế xuống dưới. R1 ở trên là U bình phương chia cho Q nhân T1 cộng U bình phương Q nhân T2, nó sẽ bằng U bình phương chia cho Q nhân T. Thì ta thấy rằng cả hai vế đều có U bình chia Q, U bình chia Q. Như vậy chúng ta suy ra là thời gian cần để nước sôi khi mắc hai cái điện trở này nó tiếp bằng T1 cộng T2. Đây chính là công thức để tính thời gian khi mắc hai điện trở nối tiếp để nước sôi á, khi ta đã biết T1 và T2. Như vậy em hoàn toàn có thể dự đoán được là nếu thêm mắc song song thì thời gian để nước sôi là gì? Nếu mắc song song thì em thấy y chang hai điện trở nối tiếp thì em cộng đúng không? Còn hai điện trở song song ta quên nhớ rồi, hai điện trở song song ta có là gì? R thì bằng R1 nhân R2 chia cho R1 cộng R2 là điện trở tương đương đó đúng không? Vậy thì ở đây khi mắc song song thì em sẽ có thời gian mắc song song để nước sôi nó sẽ bằng T1 nhân T2 chia T1 cộng T2. Đấy, là xong. Xong hai bài đó. Rồi, có ai thắc mắc gì bài này không? Nhớ ha, chúng ta chỉ có một cái ấm. Và cái ấm đó chúng ta sẽ thay cái điện trở ra vào. Thì chúng ta nhớ rằng là chúng ta đun cùng một lượng nước. Như vậy nhiệt lượng để cùng để cho cái lượng nước đó sôi là nó bằng nhau. Tại vì sao? Ngoài công thức tính nhiệt lượng này là gì? Nhiệt lượng này là do điện trở cấp. Còn nhiệt lượng mà nước nhận được cái gì? Nó sẽ bằng lại, nhớ quá trình này lý tưởng ha, không có tỏa nhiệt nha. Còn nếu mà chúng ta tính bình thường để cho nước sôi là bằng MC nhân cho T2 trừ T1. Đúng chưa? Rõ ràng là để cho nước sôi thì trong ba trường hợp này cái lượng nước nó y chang như nhau, nên ba cái Q này bằng nhau. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, tại sao ba cái U này nó bằng nhau? Tại vì cắm vô có nguồn à. Nhà có ổ cắm đó đó. Hiểu không? Cắm vô đúng cái đó, thí nghiệm cắm vô đúng ổ đó, thí nghiệm cắm vô đúng ổ đó, thí nghiệm cắm vô đúng ổ đó. Vậy thì cái hiệu điện thế mà cấp cho cái ấm này nó giống nhau. Thì chúng ta sẽ chứng minh ra được, tức là nói tiếp thời gian mà tổng thời gian song song thì bằng T1 nhân T2 chia T1. Thôi để em thế vô ha. Được chưa? Ai nhờ? Còn ai nhờ? Bạn Trúc Ngân. Dạ. Có kịp không? Cái này có kịp không? Dạ được thầy. Rồi ok. Rồi á, chủ yếu giải thích cho mấy em hiểu để sau này em đó. Ở đây là rất là thực tế, những bài toán vật lý rất là thực tế, tại vì vật lý là những gì xảy ra xung quanh ta mà. Mỗi ngày chúng ta mở mắt ra, chúng ta sống xung quanh đều là những kiến thức vật lý hết. Chúng ta nhìn lại đi. Khoa học thì nó còn ít, chứ vật lý là tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh ta từng phút từng giây đều là kiến thức vật lý hết. Không có cái gì không vật lý. Em bước đi thì đó liên quan tới lực ma sát, liên quan tới trọng lực. Em chạy xe thì có liên quan tới gì? Liên quan tới lực cản của gió. Em liên quan tới cái lực đạp của em lên chiếc xe, liên quan tới lực ma sát. Ôi đủ thứ trên đời vậy đó. Ở nhà em cắm cái quạt điện đó, rồi cái đèn. Hay là em nấu cơm. Tại sao nấu cơm thì cơm nó chín? À, tại vì cái đó liên quan đến gì? Đó là quá trình truyền nhiệt. Truyền nhiệt lửa nó sẽ làm cho nước sôi. Mà nước sôi thì bắt đầu nó nhảy qua kiến thức của hóa là gì? Khi mà nước sôi đó là nó dẫn đến tinh bột. Tinh bột nó sẽ xảy qua quá trình là gì? Xảy qua quá trình hồ hóa. Hồ hóa tức là nó sẽ cắt cấu trúc của tinh bột là amylo và amylopectin nó bị cắt ra
để nó làm gì? Để chuẩn bị cho quá trình đường hóa. Nên ai mà nấu cơm mà nấu quá mức á, nó sẽ bắt đầu nhão. Nhão tức là nó sẽ chuẩn bị, nó tạo thành cấu trúc của amylopectin nó bị cắt ra. Rồi sau này em học lên nữa, em để thì khi mà em nấu ra thành cháo, nếu em cho men vô thì em sẽ lên men rượu và lên men bia. Đó chính là quá trình đường hóa, tức là nó sẽ tiếp tục cắt cái amylo và amylopectin ra thành các đường là gì, dextrin nè, các đường là maltose, tức là nó sẽ cắt ra, đúng không? Còn cái đường mà chúng ta ăn hàng ngày đó là đường saccharo, đúng không? Đường saccharo. Đó là những kiến thức mà sau này chúng ta đi học càng lên cao thì chúng ta sẽ được hiểu về bản chất. Còn hiện tại chúng ta đang học, đó là chúng ta đang chấp nhận, tức là em học càng lên cao thì em học đó là về bản chất. Còn càng lớp nhỏ, tức là chúng ta học là chấp nhận. Em hình dung không? Hồi nhỏ em học có phải là những gì em được học là em phải chấp nhận, em phải chấp nhận. Đề nó, ví dụ người ta nói cầu vòng nó là có 7 màu đỏ cam vàng lục lam tràm tím. Như vậy lên tới lớp 11 này em sẽ học đến hiện tượng tán sắc, và em sẽ được hiểu tán sắc là cái gì và nó tạo ra cầu vòng như thế nào, ví dụ như vậy. Rồi lên đại học, ví dụ em học về cái chuyên ngành liên quan của em thì người ta lại dạy cho em về bản chất sâu xa hơn nữa. Đúng chưa? Như vậy thì lúc đó chúng ta thấy là gì, từ lớp nhỏ lên tới lớp lớn nó có một cái kiến thức à, nhưng mà mỗi cấp độ cái trình mà chúng ta hiểu biết nó sẽ khác nhau, cái trình độ mà nó hiểu biết nó sẽ khác nhau đó. Nên càng đi sâu vào vấn đề chúng ta sẽ đi được học về bản chất của vấn đề, chứ chúng ta không còn cái chấp nhận như ngày xưa nữa. Ngày xưa là nói 1 cộng 1 là 2, nhưng mà sau này lên từ từ chúng ta sẽ được hiểu tại sao. Như lớp 2 thì được học đồ thị, người ta vẽ cái đồ thị ra cho xài chơi vậy thôi. Nhưng mà lên tới cấp 3 phải tự vẽ được đồ thị. Lên tới đại học, người ta sẽ yêu cầu vẽ đồ thị theo không gian 3 chiều. Đó, thì chúng ta sẽ vẽ được. Ví dụ một cái khối cát, em vẽ ra em tính thể tích của cái khối cát đó. Càng mỗi cấp độ chúng ta, cái mức độ của chúng ta học nó phải khác nhau, nó không giống như thời con nít được. Và sau này em lớn lên cứ lớn dần lên, thì nếu em đi học nữa, em nào mà đi học được tiến sĩ, em là sau này em nào mà thuyên về đi giảng dạy thì em sẽ học về chuyên sâu, tức là em đi học về bản chất. Rồi ta tiếp ha. Như vậy câu 12, câu 13 đã được giải quyết xong. Câu nào tôi bỏ được, câu nào tôi cũng phải giải, tôi không bỏ được. Tại vì được soạn ra như vậy không bỏ được đâu. Mắc 2 điện trở R1, R2 vào nguồn, có hiệu điện thế không đổi. So sánh công suất tiêu thụ trên các điện trở này trong các trường hợp. Đó là nó mắc nói tiếp. Mắc song song. Rồi, mời Phương Ngân này có đi học không? Alo. Rồi, Ngân nghĩ có Phương Ngân. Hồi nãy giờ có ai chưa kêu tay Lan Lộc ha? À, có rồi. Rồi, cho thầy hỏi bây giờ làm câu A gì? Mắc hai cái điện trở này vào nguồn. Hãy so sánh công suất tiêu thụ trên những điện trở này trong trường hợp là nó mắc nối tiếp. Tính là một là hai là tìm công suất. So sánh công suất tiêu thụ trên các cái điện trở này trong trường hợp là R1, R2 mắc nối tiếp. Rồi, như vậy thì ở đây chúng ta có R1, R2 mắc nối tiếp. Đúng chưa? Được mắc vào một cái nguồn, đó là AB. AB đây nè, cắm như cái hai cái đầu đó, cắm được cái ổ điện ở nhà vậy đó. U không đổi nha. Vậy thì ở đây người ta sẽ
trường hợp là gì? Ở đây là nó mắc khi nó bắt nói tiếp đúng không? Nhưng mà trước đó là sao nhỉ? Trước đó nó là sao? Trước đó nó mắc một mình phải không? Trước đó là nó mắc một mình, cũng vào hiệu định thế gì? U luôn đúng không? À đây. Cũng U luôn. À, cũng hiệu định thế là U luôn. Cũng U luôn. Cũng U luôn. Rồi, à, cũng U luôn. Đó, nó yêu cầu em so sánh ha. Vậy bây giờ nói giùm thầy coi, khi thầy mắc đơn, khi thầy mắc đơn này nè, vậy thì trường hợp là thầy mắc vô R1 vào hiệu định thế U thì công suất tiêu thụ trên R bằng gì? Nhớ thằng nào không đổi thì thầy sẽ xài công thức liên quan tới thằng không đổi. Vậy B1 bằng gì? Giống như nãy B1 bằng U bình chia cho R1. B2 bằng bằng U bình chia cho R2. À, vậy thế số vô đi. U bình chia U bình chia cho 20. À, vậy bên này B, B khi mắc nối tiếp nó sẽ bằng là U bình chia cho R1 1, 2 đúng không? Vậy bằng nhiều U bình chia cho hai thằng này cộng lại U bình 10 ở R1 cộng R2 à, U bình chia cho 30. Vậy thì theo em so sánh nè, vậy khi mắc nối tiếp thì công suất của nó như thế nào so với khi mắc riêng lẻ từng phần, từng thằng? À, mạnh hơn. Trời ơi, nhỏ hơn đúng không? Tại vì đây U bình chia 30, còn mấy thằng này là U bình chia 10, U bình chia 20. Như vậy chúng ta sẽ thấy khi mắc nối tiếp thì công suất của nó làm sao? Sẽ nhỏ hơn khi mắc từng từng con đúng không? Mắc từng con đúng không? Đồng ý không? Dạ đồng ý. Rồi. Vậy giờ khi mắc song song em, rồi khi mắc song song thì tính dùng điện trở song song đi. Vậy giờ khi mắc song song nào, điện T song song, nó sẽ bằng là U cũng U. Hiệu điện thế chia U. Cho R 1, 2 đúng không? Dạ. Mà song song thì bằng gì? U bình chia cho R 1, R 2 chia R 1 cộng R 2. Thế rồi U bình chia 200 chia 30 là 20/3 phải không? Đây nè, 20/3 phải không? Đúng chưa? 20/3 thì em so sánh em thấy rõ đi. Tại vì khi mắc song song, công suất khi mắc song song thì nó sẽ như 20/3. 20/3 là như ta? Dạ là 6,667. Như vậy là nó lớn hơn hay nhỏ hơn từng thằng? Hả? Để B xong sau nó sẽ lớn hơn, lớn hơn từng thằng. Đúng không? Lớn hơn từng thằng. Vậy rất hợp lý, rất hợp lý. Nhìn kỹ lại, khi mà hồi nãy chúng ta nói rằng khi chúng ta mắc nối tiếp thì thời gian đun sôi nước là bằng nhiêu? T nó sẽ bằng T1 cộng T2 đúng không? Ta thấy rằng khi ta mắc nối tiếp thì công suất ta tăng hay giảm? Nhìn, công suất khi mắc giảm, giảm thì công suất mà thấp xuống thì có phải là đun sôi nước lâu hơn không? Dạ, đúng rồi. Đun sôi nước lâu hơn thì thời gian phải bằng cộng lại không? Thời gian càng dài thì thời gian đun nó kéo dài đó, đúng không? Càng mất thời gian. Còn nếu mà em mắc song song thì công suất của em nó sẽ tăng lên đúng không? Mà công suất lớn hơn thì thời gian đun nước nó sẽ ngắn hơn. Ngắn lại là T bằng T1 như T2 chia T1 thôi. Hợp lý chưa? Đó, hiểu vấn đề này ha. Đó, có nghĩa là khi mà mình mắc hai điện trở song song thì thời gian nó sẽ bị công suất nó bị giảm. Ta hiểu bản chất vậy để chúng ta nhớ lâu nhớ dai được, chứ còn mà em học em không hiểu bản chất, tôi thề với em á, giờ nhớ đâu. Hải quẹn. Hello. Hải quẹn nó đi về mô rồi, nó rớt luôn rồi.
Dạ alo thầy. Ở đâu rồi? À đây nè. Sao có hiểu không? Dạ hiểu. Có làm lại được không? Dạ. Trời ơi, hiểu lần chuyện mà làm bài lại được không? Lần chuyện đó. Dạ coi lại thầy. Ờ, khổ tâm nghe luôn á. Rồi, thì tạm dừng phần này ở đây. Còn lại học sinh tự nghiên cứu ở nhà. Thầy sẽ nói với các em về vấn đề định luật Sunenza. Khi nói về định luật Sunenza, đó là chúng ta chỉ nhớ đó là chỉ đó là hiện tượng mà cái vật dẫn nó tỏa nhiệt khi có dòng điện chạy qua nó, gọi là định luật Sunenza. Và công thức của định luật Sunenza thì nó cũng liên quan những cái công thức mà chúng ta học thôi, đó là Q nó sẽ bằng là R nhân I bình xuôi nhân T vì là xu. Còn lại khi chúng ta sử dụng linh hoạt các công thức liên quan tới công suất là B á, thì ở đây người ta làm riêng cho em một chủ đề để cho em dễ hình dung vấn đề thôi, chứ sau này chúng ta đi thi thì không ai ra chủ đề đâu. Trong cái đề thi đó tự học sinh phải nhìn nhận nó rơi vào cái dạng gì chứ không có chủ đề. Rồi, Thái Quý. Dạ nghe thầy ơi. Rồi, bài này không cần hình đâu. Rồi, bài này dạy sao? Nó hỏi gì? Nó hỏi tính quy của R2. Vậy thầy Di liền hỏi gì thì tính liền quy 2 bằng? Quy 2 bằng cho U bình chia cho R2 nhân T. Cái gì? Ờ, nhanh vậy, đi 7 không ạ? Bằng R2 nhân I2 bình phương nhân T. Đúng chưa? Dạ đúng rồi. Vậy thì chúng ta thấy rằng là nhiệt lượng ở đây đề cho gì rồi? R đề. Cho có chưa? Chưa cho R2. Có mới T cho. Chưa? T bằng... có T bằng 2 phút. Bằng nhiều? Ờ... 120 giây. 120 giây. À, có y chưa? Chưa luôn. Chưa. À. Vậy thì đầu tiên các em phải nhận định thầy đề cho là U bằng đó điện trở biết R1 và hiệu ứng thế qua R26 volt. Trớ em cách mắc. Dựa vào bài toán ta phải suy ra cách mắc R1, R2. Mắc song song. Sao song song được? U là 9 V mà nội hiệu điện thế hai đầu R1 là 6 V. Nó đưa đủ 9 V. Như vậy nó phải mắc gì? À, mắc nối tiếp. Hiểu chưa? Dạ. Chúng ta phải nhìn nhận bài toán càng ngày nó càng chuyên sâu hơn. Đó. Nó phải mắc nối tiếp để đảm bảo rằng tổng hiệu điện thế trên hai điện trở này phải bằng 9 V. Tiếp theo người ta đã cho em là U, nguyên hai cái thằng này nè là U. Và nói cái U2 là bằng 6 V. Như vậy suy ra U1 bằng U1. U1 bằng U1 bằng 3 V. 9 trừ 6 cũng bấm nữa hả, nghe kịch kịch chứ. Trời ơi. Rồi. Như vậy mạch nối tiếp thì cường độ dòng điện qua từng thằng nói chung là với mạch chính bằng nhau hết không? Dạ bạn. Dạ bằng y hết được không? Dạ. Đúng không? Vậy thì đề đã cho gì nhỉ? Đề cho U R1. Cho R1. Ồ R1 mà lại có U1 thì tính luôn y được không? Đúng không? Tại vì y chạy qua R1 cũng chính là y mạch chính đúng không? Để suy ra được là Y1 bằng Y luôn được không? Dạ được. Mắc nối tiếp mà cường độ dòng điện chỉ có một, thì nó sẽ bằng nhiều. Nó sẽ bằng là U1 chia cho R1.
Rồi nó sẽ bằng nhiêu? 3. Ờ, bằng 2. Là bằng 2 ampe. Vậy thì nó có chạy qua R2 cũng chính là 2 ampe không? Dạ có. Mắc mới tiếp mà. 2 ampe luôn. Vậy xong chưa? Xong đi 2 chưa? Rồi. Giờ tính R2. Ôi, đây được... Hồi xài công thức gì nữa em? Dạ bằng U bình chia cho U bằng UIT. Hoặc là U bình chia cho RT. Con bả đây cho U rồi. Có Y rồi. Đúng không? Dạ, đúng bằng U2 Y2 T. Bằng U2 Y2. Thầy chọn công thức này. Dạ. Chọn công thức này. Vậy thì sẽ suy ra được là Y2 bằng Y2 nó sẽ bằng là U2 là 6 để cho rồi nè. 1440. Hình dung chưa mấy em? Đó, nó có 3 công thức này nè. Vậy ta phải linh hoạt ở cái phần tưởng tượng trong đầu, nhìn nhận vấn đề, coi coi hai cái R này mắc như thế nào. Dạ. Không có ai hỏi gì thì ta đi qua câu số 2. À, mình lên nhờ. Hello. Lan. Hi. Hi. Nào, nhận định bài toán coi. Có hai điện trở mắc và hai điểm. Thì có hai điểm nè. Để cho giữa hai điểm này hiệu điện thế U bằng 12 phần. Bây giờ giữa hai điểm này nếu người ta mắc nối tiếp. Thì công suất của nó là bằng mấy? Bốn qua. Nếu mắc song song cũng giữa hai điểm này. Cũng giữ hai điểm này. Nếu mắc song song thì B song song thì nó sẽ bằng 18 quá. Hãy tính R1, R2 dễ rồi. B nối tiếp bằng gì là? Dạ, B nối tiếp bằng U, U bình, U bình chia R1 cộng R2. Ra nối tiếp ha. Rồi biết luôn. R1 cộng R2 luôn. Rồi, tương đương nào ra phương trình đẹp nào. U là 12 bình bằng cộng R2 bằng 4. Suy ra R1 cộng R2 bằng R1 cộng R2 bằng máy tính bấm liền. Không thấy thầy ơi. Ủa, không có hiện lên hả? 144 chia R1 cộng R2 bằng 4. Vậy R1 cộng R2 bằng 144 chia 4. Dạ bằng 36. 36 một con. Mắc song song nào? Bằng? Bằng U bình chia R2. R1 nhân? R1 nhân R2 chia R1 cộng R2. Bằng tương đương nào? 30... U là như 144 luôn. Chia nhiều. R1 nhân R2 chia R1 cộng R2 bằng mấy?
36. Đây bằng đây song song là 18. Chị bấm máy giùm R1 với R2 bằng mấy? Dạ bằng 288. 200 đúng không ta? À 288. Thôi Dũng gì ở đây em đi tính R1, R2. Dạ VS. Vậy nó là nghiệm của phương trình gì nào? X bình phương trừ S X là gì? Trừ 36 cộng 2 88 bằng 0. Bấm giùm thầy coi X1 bằng mấy, X2 bằng mấy. Từ đây em sẽ suy ra được R1 bằng mấy, R2 bằng mấy hoặc R bằng 24 với 12. X1 bằng 24, X2 bằng 12. Như vậy ta nhớ rằng VS thì nó sẽ đảo cho nhau. Vậy R1 nếu em chọn là 24 ohm thì R2 sẽ là 12 ohm. Ngược lại R1 là 12 ohm thì R2, R2 sẽ là 24 ohm. Rồi xong bài em. Nói chung chúng ta học lý là VS với Cauchy á, bất cứ Cauchy là thường xuyên các em xài. Cái dạng mà VS này em nhớ là người ta cho hai quả cầu tiếp xúc á, rồi cái điện tích của nó đó, nhớ không? Nó cũng có xài VS đó. Cái bằng mà điện tích á, bằng một mình học. À, viết vô đi, có nghĩa gì nữa. Viết xong nói nha, làm bài nữa gì nhỉ? Được chưa? Phải dần học cái thói quen mà chúng ta học với tốc độ nhanh ha. Tại vì nếu mà học với tốc độ chậm một ngày đâu có học được bao nhiêu đâu. Ôi giời, còn mấy bài dài không dạ? Thôi mấy cái bài dài đồng loạt này đâu có dạy nhanh được. Ê em nè, trời ơi giải em tôi cái câu số 8 nè coi, trời ơi dẫn mặt hả, câu số 8 Akimi. Alo. Dạ thầy. Nè, câu số 8 nè, giải nhanh coi, giải nhanh luôn coi. Nè. Trời ơi, anh gọn lẹ. Nước sôi bao lâu? Đây bằng? Thưa thầy là 40 phút. À, viết gì là T1 đi. Rồi, rồi T2, rồi cho công thức coi. Thưa thầy là song song là T, gì? T song song bằng T1 nhân T2 chia cho T1 cộng T2. Ờ, mơ mốt bây giờ vô lớp giáo viên kêu chứng minh biết cách nha. Rồi, rồi, cái này là 40 nhân 80 chia 40 cộng 60 sáng 4 24 chia 100 bằng 4 phút ha. Dạ. Thôi còn mấy phút nữa nói lại để cho nhớ để hồi. Rồi, chúng ta sẽ giải bài này theo kiểu tự luận nào. Chúng ta nhớ rằng chúng ta có cái ổ điện. Ta cắm vào chúng ta vẫn có hiệu điện thế giữa hai đầu ổ điện ở nhà nè. U. Đầu tiên chúng ta cắm con R1 vào. Như vậy ta cắm con R1 vào thì cái ấm nè, cái ấm, cái lượng nước nó giống nhau mà, nên cái nhiệt lượng gọi là Q đi để cho nước sôi á, nó bằng nhau hết. Mà cái Q này gọi là ứng với Q1 đi, thì nó sẽ bằng là gì em?
U Mỹ U bình phương chia Alo. Dạ thầy. Chia. Thưa thầy là chia R1 cộng R2. Bảy. Đang mắt. Đang mắt có mình đó à. Dạ. Nhân T. T1. Rồi giờ mắt R2 nào cũng cái nhiệt lượng đó đúng không? Là bằng gì? U. U bình chia R2. T2. Cũng cái nhiệt lượng đó nào. Mắt song song nào. Thì là U bình chia. Chia R song song đi. R song song. Đúng không? Nhân cho. Đây. Rồi. Ok. Vậy thì ở trên đây em suy ra R1 giùm thầy đi. Bằng gì? Thưa thầy là R1 bằng U bình chia Q1 nhân T1. Giống nhau hết. Q có một lượng nước mà. Nhưng chia Q nhân T1. Rồi R2. R2 bằng U bình chia Q nhân T2. R song song. R song song bằng U bình chia Q nhân T. Mà R song song bằng. Thưa thầy là R song song bằng Ai. Rồi đây dừng lại. Đừng bao giờ dùng công thức R1 như R2 chia R1 như R2, cộng R2 chỗ này ha. Đừng có dạy như vậy. Chúng ta sẽ đi làm như nào. R song song viết lại dùm thầy đi. Vậy em có công thức là gì? Một trên. R song song. Một trên. Bằng. Một trên R1 cộng cho một trên R2. Đúng không? Dùng công thức phiên bản gốc ha. Rồi, như vậy chúng ta đi nghịch đảo lên đúng không? Vậy nghịch đảo con này lên giùm đi. Để 1 trên R song song bằng gì? Là bằng nghịch đảo lên. Được, lật ngược lên ta sẽ ra là Q là Q chia U bình nhân T. Ở dưới mẫu, rồi thằng này lật ngược lên nào. R1 cộng R2. Vậy, 1 trên R1. Ta cần 1 trên R1, ta cần 1 trên R2, ta cần 1 trên R song song đúng không? Yeah. Ta lật ngược cái đầu của cái con này lên nè, ta lật ngược nó lên nè, đảo lộn nó lên, đúng không? Vậy thì 1 trên R1 nó bằng gì? Q chia cho U bình T1. Đúng không? Đảo nó lên. Rồi thằng này. Q chia U bình nhân T2. Rồi nào giống nào? Q với U bình. Đúng không? Vậy thì ở đây tương đương gì? Một T, trên. Một trên T bằng một trên T1 cộng một trên T2. Ôi, quy đồng nè. Phải ra công thức mắt song song không? Dạ. Quy đồng thì nghịch đảo lên phải ra T bằng. Hiểu chưa? Dạ rồi. Hiểu rồi ha. Ê, quên xin lỗi, không phải dây mà là theo đơn vị. Rồi đó, rất là dễ, nó không có là thầy viết cho mấy em mà phần tự luận á, còn mà trắc nghiệm thì đẩy vô công thức cái xong à. Phú. Dạ. Được không? Dạ em thấy dạ được thầy. À được rồi. Ok. Quyên. Nghe thầy. Rồi nay sao học được không? Dạ được. Ok. Rồi dạ. Vậy ok vậy nay chờ thầy cái.